Chào mừng các bạn trở lại với bản tin chiến sự 24 giờ qua, cập nhật đến 12 giờ ngày 17 tháng 7, tức là khoảng 8 giờ sáng Ukraine. Hôm nay là một ngày tràn ngập thông tin hay, đặc biệt là dành cho Ukraine. Tin hôm qua mình có nhắc tới tướng Zaluzhny quay trở lại, và toàn tuyến của Ukraine thì có vẻ bình yên, nhưng Ukraine thành công trong việc sử dụng UAV để phá hủy nhiều khí tài của Nga, thì ngay sau đó các tin tức dồn dập về với các động thái mạnh mẽ của Ukraine và sau đó là các màn đáp trả của Nga. Chúng ta đi ngay tới Biển Đen. Như vậy là con tàu cuối cùng được cấp phép đã rời cảng Odessa vào hôm qua và thẳng tiến tới Hà Lan. Ngay sau đó, Ukraine đã cho tổ chức đợt tấn công UAV và thuyền dùng một lần đánh thẳng vào Stettophon và vài điểm ở Crimea. UAV thì vẫn đánh như thường lệ rồi, nhưng có điểm khác là thuyền dùng một lần này không còn đánh ở các vùng biển quốc tế nữa mà đánh thẳng vào quân cảng của Nga. Đồng thời, vị trí xuất phát của các UAV tấn công không còn từ sân bay Odessa nữa mà chuyển đến ngã ba biên giới sát với các khu vực có hệ thống phòng không của NATO như hình. Điều này khiến việc tấn công của Nga nhắm vào khu hậu cần UAV của Ukraine trở nên rủi ro hơn rất nhiều. Đồng thời tin mới nhất cho thấy có một vụ tấn công vào cầu Crimea gây ra sự phá hủy ở nhịp cầu số 145. Vậy đây là lần 2 chính thức cây cầu này bị phá hủy. Mặc dù theo báo cáo của Nga thì các cuộc tấn công UAV và thuyền dùng một lần đã hoàn toàn bị chặn đứng. Nhưng chúng ta phải ghi nhận chuyện tấn công này theo hai góc nhìn. Thứ nhất là thỏa thuận ngũ cốc sẽ kết thúc vào hôm nay và chưa có dấu hiệu gia hạn. Chính vì thế, cuộc tấn công này, nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là màn khẳng định thông minh và có chiến lược của Ukraine rằng Biển Đen là của Ukraine. Đồng thời, vụ tấn công có hiệu quả vào cây cầu quan trọng ở Crimea cho thấy hiện tại Ukraine không ngán bất cứ hạn chế và cảnh báo nào từ phương Tây nữa. Rõ ràng đây là một bước leo thang tại Biển Đen, đồng thời là một bước cảnh báo rằng hiện tại Ukraine sẽ làm mọi thứ theo cách của mình, không quan tâm đến bố con thằng nào, giống như lời tướng Zaluzhny đã tuyên bố, một diễn biến rất cứng rắn từ lời của một ông tướng thực sự chứ không còn mõm và thiếu thực tế như Tổng thống Zelensky nữa, rất chờ đợi phản ứng từ Nga. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ngay vào diễn biến chiến trường và điểm nóng nhất trong 24 giờ qua đó chính là khu vực mỏm đá. Tin hôm qua kết thúc ở việc Ukraine ghi nhận tổ chức nhiều mũi tấn công nhỏ nhằm mục đích khoét sườn của Nga tại các khu vực xung quanh ngôi làng Staromayoke. Ngay buổi trưa đến nửa đêm hôm qua, Ukraine tiếp tục tổ chức các mũi đánh rất mạnh từ nhiều hướng chọc thẳng vào các phòng tuyến của khu làng và các cánh của khu làng ở phía dưới. Diễn biến tới tận nửa đêm hôm qua ghi nhận Ukraine có bước tiến vào khu làng khiến Nga phải lùi về phía nam của khu làng. Giao tranh diễn ra khi Ukraine tiếp tục đổ bộ quân vào các cánh phía bắc của ngôi làng, đẩy dần quân Nga sâu xuống phía dưới. Nhìn rộng ra, rõ ràng nếu Nga mất ngôi làng này thì nguy cơ rất cao, mất luôn cái ngôi làng ở thấp điểm phía dưới và ngôi làng ở đằng sau cũng có thể bị bao vây và mất luôn. Khi mất luôn toàn bộ khu vực này thì ngôi làng Protine ở bên cạnh cũng có khả năng mất nốt và toàn bộ vùng kiểm soát của Ukraine sẽ gần như san phẳng được cái mỏm đá này. Tuy nhiên, cập nhật từ đêm qua đến tin mới nhất nhận được thì Nga đã cho tổ chức các mũi tấn công phản kích xuất phát theo đường mũi tên kết hợp với pháo kích và Kanamai đánh thẳng vào các vị trí của Ukraine và kết quả tới thời điểm này Ukraine đã bị đẩy lùi toàn bộ ra phía ngoài ngôi làng và phải lùi về các khu rừng ở phía ngoài. Tình hình giao tranh vẫn tiếp tục, Ukraine vẫn tiến công các mũi gây nhiễu khác khoét sườn của Nga, nhưng thông tin cập nhật mới nhất các mũi tấn công của Ukraine đã thất bại. 24 giờ qua Ukraine tổ chức ít nhất 6 đợt tấn công, tốn rất nhiều nguồn lực nhưng rất tiếc họ không thể tạo được công sự vững chắc trong làng và cuối cùng đã bị thất bại và phải rút về. Đó là hai điểm quan trọng nhất và giờ chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới nhé. Tại khu vực Kherson không có các hoạt động khác biệt gì so với những ngày trước, vẫn là pháo kích của hai bên, vẫn là các cuộc đổ bộ của Ukraine và vẫn là các mũi biệt kích của Nga nhằm tìm và diệt bằng thuyền. Tại Kharkiv, báo cáo 24 giờ qua, Ukraine chỉ tổ chức vài mũi thám báo nhỏ đánh vào các vị trí cánh rừng, đánh sang. Ngoài ra có hoạt động chuyển quân ra vào khu làng Kharkiv rồi lại rút về. Các ghi nhận thiệt hại từ UAV của Ukraine ở khu vực này cũng không thấy báo cáo, nói chung là yên ắng. Đi lên chiến trường Orykiv, không còn ghi nhận các mũi đánh của Ukraine nữa mà chỉ ghi nhận các mũi thám báo nhỏ lẻ. Có vẻ sau một tuần diễn ra đẫm thiệt hại thì Ukraine đang dừng lại để dọn dẹp chiến trường, củng cố lại công sự và đội quân. Nga cũng tương tự khi không mở thêm các mũi đánh đẩy hẳn Ukraine ra ngoài. Ở đây ghi nhận hai bên sử dụng pháo kích và các vũ khí tấn công hậu phương của nhau. Đặc biệt hôm qua ghi nhận một vụ nổ rất lớn tại Orykiv, chưa thấy báo cáo là cái gì bị nổ và loại vũ khí nào được dùng. Tóm lại giao tranh đã tạm dừng. Ở khu vực Khulipole, sau khi Nga ra tiến quân chiếm được các khu vực sát ở làng Chervone thì hôm đó tới nay cũng không ghi nhận các trận quyết đấu nữa mà chỉ có các mũi thám báo. Mỏm đá thì chúng ta đã nói rồi và chúng ta sẽ đi lên khu vực Vudela. Tại Vudela không có giao tranh, vẫn chỉ là pháo kích. Tại Marinka cũng ghi nhận Nga chỉ tổ chức các mũi tấn công, tuy nhiên mình nhận định đây là các mũi tấn công làm nóng chiến trường thôi. Ở khu vực này chúng ta thấy ở Vudela và ở khu vực ở dưới này rõ ràng Nga đã bao vây rồi, tại sao Nga chưa chiếm luôn? Thì mình thấy các khu vực này là vùng trũng nên cứ để đó, chứ lấy cũng không làm được gì cả mà còn tạo ra sự bất lợi cho Nga. Vì mục tiêu của Nga hiện tại vẫn là tiêu hao, Nga chỉ cố gắng chiếm các vị trí quan trọng mang tính chiến lược thuận lợi, còn các vị trí khác chưa chiếm được thì cứ để đó, hoặc giữ không được thì bỏ. Đó là cách đánh của Nga thời điểm hiện tại. Tại khu vực Avdiivka, sau 2 ngày trùng xuống thì 24 giờ qua Nga đã tổ chức các mũi tấn công để không cho Ukraine nghỉ ngơi. Không ghi nhận kết quả gì nhưng ở đây ghi nhận video Ukraine đã sử dụng đạn chùm như video đánh sâu vào các vị trí sườn bắc nơi mà Nga đang đóng quân. Tại khu vực Bakhmut, ở sườn nam 24 giờ qua không ghi nhận các mũi đánh đáng kể của Ukraine mà chỉ là vài mũi thám báo nhỏ. Thời điểm này thì khu làng Klitschka coi như Ukraine đã thất bại hoàn toàn, các công sự vững chắc nhất đều nằm trong tay Nga. Ukraine đã bị đẩy bật ra phía ngoài. Tại trung tâm Bakhmut không có ghi nhận gì. Còn hôm qua Ukraine lại tấn công mạnh vào Betkivka. Giao tranh được ghi nhận là rất khó khăn với Nga, tuy nhiên cách đánh vẫn không thay đổi và Nga lại một lần nữa đẩy lùi Ukraine ra ngoài.
Ở sơn bắc này, chúng ta thấy một khu vực đánh dấu này rõ ràng Ukraine đã tạo được một cái thòng lọc cho khu làng Dibova, nhưng đến nay khoảng 2-3 tuần rồi nhưng họ vẫn chưa làm gì để lấy được ngôi làng này. Ở Bakhmut tính ra có các lữ đoàn rất tinh nhuệ như lữ đoàn số 3 hay trước kia gọi là Azov, và rõ ràng muốn lấy được Bekivka ở phía dưới thì họ nên giải phóng toàn bộ khu vực phía trên Dibova này, nhưng họ không làm được mà cứ dồn dập đánh thẳng vào Bekivka để bị đẩy lùi hàng ngày. Tổn thất mỗi lần tấn công tính sơ sơ cũng khoảng 1/3 quân rồi. Ngoài ra thì các vị trí khác ở Bakhmut không có ghi nhận gì đáng kể. Chúng ta đi lên khu vực Liman, 24 giờ qua không ghi nhận các cuộc giao tranh ác liệt. Có vẻ Ukraine vẫn đang thực hiện việc luân chuyển quân, vì tại vị trí sườn Liman khu vực cánh rừng, như video trước mình có nói, tinh thần binh sĩ ở đây xuống dốc rất trầm trọng. Tại đây cũng chỉ ghi nhận pháo kích và UAV của hai bên thôi. Tại toàn bộ khu vực lõm này, tình hình hiện tại Nga đang khóa trên và khóa dưới, chưa có ghi nhận động thái từ Ukraine sẽ muốn thủ hay muốn công để giải thế khó ở đây. Tại khu vực Novosê, tin hôm qua chúng ta nói Ukraine lại tổ chức tấn công và Nga đã phải rút lui về khu vực giữa khu làng. Thì theo tin 24 giờ qua, Nga đã đẩy Ukraine ra khỏi khu làng và sáng nay ghi nhận Ukraine đã phải rút ra phía sau. Đến đây thì rõ ràng đây là một cái mồi câu kéo nữa của Nga để buộc Ukraine phải dồn quân đánh ở chỗ này và thiếu hụt ở chỗ khác. Lên tới khu vực Kupian, hai ngày trước im ắng dù Ukraine đã cho sơ tán hết các cơ quan khỏi thành phố, nhưng 24 giờ qua, Nga đã bắt đầu động binh trở lại. Theo báo cáo từ Ukraine thì khu vực này đang rất khó khăn. Chúng ta có thể ghi nhận ý đồ của Nga trong đêm qua là tổ chức nhiều mũi tấn công, làm hao mòn sức lực của Ukraine. Mình nghĩ đây vẫn là các đòn tấn công làm nóng để Ukraine căng thẳng, chứ vẫn chưa phải là cú nổ để dành cho các trận đánh lớn. Tại khu vực biên giới phía Bắc, 24 giờ qua cũng ghi nhận có các vụ nổ lớn. Như vậy là Nga lại tiếp tục hâm nóng lại chiến trường khu vực phía Bắc này bằng các cuộc tấn công chính xác dọc từ Sumy tới Kharkov. Cùng chờ các trận đánh lớn ở đây nhé. Đó là diễn biến nhanh gọn chiến sự trong 24 giờ qua. Ở đầu video chúng ta đã nói về Ukraine và Biển Đen rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về Nga nhé. Theo tin nổi bật thì hai ngày vừa qua có khoảng đến 13 tướng lĩnh của Nga tại các mặt trận bị cho về vườn. Truyền thông thì để lộ các thông tin này một cách rất là kỳ lạ. Mấy ông tướng này cũng về cơ bản là phát ngôn than viền về Bộ Quốc phòng cùng một thời điểm. Đồng thời các tướng bị trảm được giải từ các chiến trường từ Bắc ra Nam, một sự trảm tướng đồng loạt rầm rộ như vậy để làm gì? Rồi thời gian vừa rồi, tin về Wagner sang Belarus chỉ đào tạo, các thông tin cứ dồn về Wagner. Vậy hiện tại có ai có thông tin gì về Chechnya có bao nhiêu quân, đội quân 30.000 người của Nga rút về từ Belarus đã đi đâu, rồi đội quân mới đào tạo từ 130 đến 150.000 người đi đâu, rồi các tướng lĩnh này bị trảm là chuyển sang Syria hay là về vườn, vân vân. Có thật là các tướng giỏi lại bị đày như vậy thật không? Một loạt các câu hỏi dồn dập và hơi vô lý tại cùng một thời điểm khiến mình càng có cảm giác Nga đang sắp làm điều gì lớn ở biên giới phía Bắc. Cùng chờ xem sao nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.